Xin chào các bạn, đây là một cái yếm của xe 82 không đề, cực kỳ hiếm nha, dành cho xe 82 DD, dành cho xe DD không đề nha. Đây, đẹp len keng, không tì vết. Đây còn nguyên logo luôn, đẹp hết, chưa có bị chạy xước luôn, chưa bị chạy xước nha. Chồng mình mà cái da em bé đẹp quá sôi vậy à, bị nhẹ chút xíu, bị nứt ở đây, bị nứt nhẹ ở đây là người ta đã hàng lại đấy, bị chút xíu chỗ đây thôi à, còn lại từ trước ra sau đẹp lắm à, chỗ đây nó bị vỡ, người ta giá lại cái cục này, cái cục này vỡ, nó bị gãy cái cục này, người ta giá lại cái cục này với lại giá chút xíu ở đây. Còn lại là trắng tinh, trắng tinh như mới, giá yêu của em đó ra đi là 4,2 triệu nhé, 4,2 triệu. Bye bye.